theo chàng về dinh. Một người mừng ngày thành hôn.
Ông tớ bà nguyệt sẽ duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Câu chầu quà cưới đơn sơ thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa chúc cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi. Chúc nhau nặng nghĩa phu thê, chúc nhau nồng ấm yêu thương. Ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Mừng ngày thành một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười.
là cô giáo cùng ly ta rôm rèn, cái riêng ly này du chúc tân lan, cái thêm ly này bắt chúc giao dài nhân, tôi chúc hết làng ta đều ăn tết cái rần rần. Sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi.
hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trầu. Vẫn bên nhau như cao với trầu. Này khăn đông đôi tông, này đôi buông mộng mới chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Này khăn đông đôi tông, này đôi thật đẹp như mơ. ngày vui duyên mới.
con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xin như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đóng vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đóng vui thật vui. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đóng vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Cùng em mân man sẽ có một ngày
mọi buồng câu, con chim manh manh hót câu tình thương. Một vầng trăng miên lên lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý em sẽ có một ngày, không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát không. Đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Sẽ có một ngày, nơi ngoại thành xa anh thăm, đồng ruộng sâu thăm rặng dừa cao lũy trúc bờ lâu. Xưa đã cùng em vui vườn trâu, nghiêng nắng hàng cao xanh rạt rào bên giàn thiên lý bên khóm mai. Ngày xuân thắm hạ cùng em mân thành xa anh lại về thương, ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà em, ngắm vầng trăng non thì thầm, anh về nơi ấy bao yên oanh, đừng quên ước hẹn cùng em. Xa cách mặt lòng không phù lòng, em luôn cầu mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi bụi trâu cây và hỏi buồng cau, con chim manh manh hót câu tình thương. Một vầng trăng nghiêng lên lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý. Sẽ có một ngày, không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát không tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh dương về quê thăm nội thành. Dâu hiền về thảo đem biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh dương về quê thăm nội thành. Dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Các ông các bà hết sức thông cảm và chia sẻ cho những điều kiện xã hội hiện nay.
Về phía gia đình nhà trai chúng tôi hôm nay, tôi xin trân trọng được giới thiệu, tôi là anh trai của ông bà Phú Xuân, là Trường Hoàng. Ông bà Đăng Cường là anh rể và chị gái của Phú Xuân. Ông bà Chiến Bảo là anh rể và chị gái của Phú Xuân. Ông bà Thành Tài là anh rể và chị gái của Phú Xuân. Và ông Công là anh trai của Phú Xuân. Và Nguyễn là chị dâu của cô Hương. Vợ chồng Bác Thắng Lan là anh trai của cô Hương. Và ông Hùng là anh em học trò của cô Hương. Ngoài ra còn tất cả anh em con cháu cùng đi. Trước tiên vào vấn đề, thay mặt cho gia đình nhà trai, tôi xin gửi tới toàn thể cùng ông các bà có nhà gái cùng toàn thể quý vị có mặt trong buổi hôn lễ trọng đại này lời kính chúc sức khỏe và lời chào hạnh phúc. Kính thưa toàn thể các cùng ông các bà, trải qua quá trình học tập và công tác, cháu Đông, con của ông bà Xuân Lương, cùng cháu Hà, con của ông bà Kinh Sáu, đã quen biết nhau và thành bạn và yêu nhau, và các cháu đã tiến tới hôn nhân được sự đồng ý của hai gia đình, bố mẹ hai bên. Ngày 10 tháng 6, hai gia đình đã làm lễ kính hôn cho các cháu và tạo mọi cái điều kiện cho các cháu để tổ lên đến nay đã chia buồn. Sự thống nhất của hai gia đình trong thời gian qua, mọi thủ tục và mọi cái phương pháp để tổ chức hôn lễ cho cháu ngày hôm nay, gia đình nhà trai chúng tôi đã xem được ngày đẹp, giờ đẹp và tháng đẹp. Hôm nay gia đình nhà trai trân trọng gửi và dâng lễ ăn hỏi cháu Hà, cũng như là lễ xin cưới cháu Hà và lễ xin dâu để đón được đón cháu Hà về làm dâu con của nhà trai. Vì cái điều kiện dịch bệnh cho nên là trước nhất các cụ các ông bà nhà gái là chúng ta gói gọn ba cái lễ trong vòng khoảng một buổi sáng hôm nay. Thế và tôi xin đưa với các cụ các bà là chúng tôi sẽ cùng với các ông các bà để chúng ta làm thế nào trao đổi và thống nhất em một cái thủ tục để cứ là mình điều kiện là mình phải có vẻ là chúng ta có thể là chúng tôi được có vẻ là chúng tôi có thể là khoảng một chín nhất là chúng tôi có thể về được ở bên rồi chúng ta chín giờ. Trước khi gửi lời tôi xin một lần nữa gửi tới lời kính chúc sức khỏe tốt đẹp nhất và lời chào và tốt nhất đối với lại không có phải là xin chân thành cảm ơn. Và con xin mời ông Trường Hoàng một tràng pháo tay thắng lớn nữa ạ để cảm ơn lời phát biểu của ông Trường Hoàng họ nhà trai. Và con kính thưa toàn thể các cụ ông bà tổ quyền những con cái toàn thể bà những con trai hay là những chúc cùng mai bài hát hạnh phúc đẹp hơn xuân về anh nghèo cách số chẳng tê dẫu sao ta cũng đáp về bên nhau. Và sau đây xin mời mọi công trường đoàn họ nhà bái xin đôi câu đáp từ vâng xin mời ông trường hãy đổ một tràng tay thân đá để đón chào lời phát biểu ông trường đoàn họ nhà bái. Vâng xin mời ông. Kính thưa các cụ các ông các bà hai họ, kính thưa hội hôn, hôm nay là ngày này tháng tốt cho nên là hai gia đình đã tiến hành tổ chức hôn lễ cho cháu Hà và cháu Đông xây dựng hạnh phúc trong báo cáo hai gia đình và hai họ là cũng do tình hình dịch bệnh cho nên là thực ra là hai gia đình cũng đã bàn bạc với nhau thống nhất tức là mình tổ chức làm sao cho nhanh gọn và nó đảm bảo cái quy định chung. Đấy. Thế thì lúc nãy là vừa rồi là bác đại diện cho gia đình nhà trai cũng đã có ý kiến rồi. Thế có nghĩa là hôm nay gia đình trong cái sự bàn bạc thống nhất giữa hai gia đình thì hôm nay là gia đình nhà trai đến gia đình nhà gái chúng tôi và có mấy cái lễ chính. Lễ thứ nhất là cái lễ ăn hỏi,
sau đó là cái lễ cưới. Dạ. Thế và cuối cùng là đến chi đâu? Thì trước hết thì cũng là lần đầu tiên tập trung nên là tổ chức cái hôn lễ cho hai cháu, thì tôi cũng thay mặt thầy gái xin kính chúc sức khỏe tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể họ gia đình nhà hai sức khỏe và an lành, vui vẻ và hạnh phúc. Thế và sau đây thì các gia đình nhà hai sẽ có cái lễ ăn hỏi và lễ xin cưới. Thì tôi xin thay mặt cho gia đình nhà hai tôi xin chấp nhận. Thế và sau khi chấp nhận có hai lễ trên thì để cho các cháu thắp hương để kính lễ tổ tiên, sau đó thì tiến hành để đảm bảo thời gian nó nhanh gọn và nó tốt hơn. Và xin cảm ơn tất cả hai họ và cảm ơn gia đình nhà ta. Trầu miếng cao ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn khít sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đang đang bình đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay theo chương trình, nhà trai chúng tôi xin dâng lễ để xin đón cháu Hà về làm dâu con gia đình nhà chúng tôi. Tôi xin trân trọng kính mời bà Lê Thị Hương là mẹ của cháu Đông và bà Sáu là mẹ của cháu Hà và Hương trao lễ cho bà Sáu để xin con dâu. Mời bà kính mời bà. Thật xứng đôi đàn trai đàn gái vui với
mà sau khi tôi đếm từ 10 đến 1 thì đồ hồn mới được kết thúc. Bây giờ chúng ta đồng ý không ạ? Vâng, và đồ hồn càng dài thì bỏ nhớ yêu của hai bạn trao nhau càng bền chặt, càng được trăm năm hạnh phúc. Quý vị hãy bước lên giờ lớn đi ạ. Vâng, sau này rồi sẽ mất nhịp 1, 2, 3 rồi sau đó bây giờ chúng ta hãy hôn nhau ạ. 1, 1, 1, 2 thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Một hai ba vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xui rồi đó. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Một hai ba vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui,
cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà Ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày uống cho nó thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình bảo đảm là linh đình.
sẽ cùng hiện diện bước lên trên sân khấu tình yêu ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Vâng, thưa toàn thể quý vị khách quý, và hiện diện trên sân khấu lúc này đây là đôi tân lang cùng với hai vị trưởng đoàn. Vị trưởng đoàn đứng cạnh cô dâu Thu Hà, đại diện cho quan viên của họ nhà gái. Và vị trưởng đoàn đứng cạnh chú rể anh Đông ngày hôm nay, đại diện cho quan viên của họ nhà trai. Cùng với đôi tân lang và tân gia nhân, đấy là chú rể anh Đông cùng với cô dâu Thu Hà đã cùng hiện diện trên sân khấu ngày hôm nay và ra mắt tới toàn thể quý vị. Một lần nữa xin chào tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự hiện diện của quan viên họ nhà gái và quan viên họ nhà trai ngày hôm nay. Vâng, thưa toàn thể quý vị khách quý, và có được niềm vui, niềm hạnh phúc ngày hôm nay của chú rể anh Đông và cô dâu Thu Hà không thể nào không nói đến công ơn trời biển của những bậc làm cha, làm mẹ, của các ông bà đại diện cho quan viên của họ nhà gái và quan viên của họ nhà trai đã cùng vun vén và xây dựng để ngày hôm nay chú rể anh Đông và cô dâu Thu Hà đang cùng tay trong tay bước vào lâu đài hạnh phúc của mình. Và ngay sau đây cho phép tôi xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại diện cho quan viên của họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu và làm thủ tục cho lễ trao dâu ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hội hôn. Hôm nay hai gia đình đã tổ chức cái hạnh phúc, tức là xây dựng hạnh phúc 100 năm cho hai cháu, cháu Đông và cháu Hà. Hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt. Qua một thời gian tìm hiểu thì hai cháu được phép của hai gia đình cũng như là chính quyền của hai địa phương, thì hôm nay là hai gia đình mặc dù là trong mùa dịch đấy, tức là cũng phải thực hiện cái quy định chung của Đảng, của nhà nước về vấn đề phòng chống dịch. Thế nhưng mà hôm nay qua trao đổi và thống nhất với gia đình nhà trai thì cái ngày tốt, giờ tốt và ngày hôm nay là cái ngày mà tốt nhất, cho nên là hai gia đình đã làm cái lễ thành hôn cho hai cháu. Thế và xin trước hết là xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bạn bè thân hữu của gia đình nhà trai đấy, đến gia đình nhà gái chúng tôi có những cái thủ tục theo cái phong tục của địa phương. Thế và cho đến giờ này thì báo cáo các cụ, các ông, các bà, tức là tất cả những cái việc mà xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu có thể nói là đã kết thúc tốt đẹp. Thế và gia đình nhà gái chúng tôi thì báo cáo các cụ, các ông, các bà như thế này, tức là lẽ ra thì cũng rất là đông vui đấy, thế nhưng mà do cái tình hình chung cho nên là gia đình nhà gái chúng tôi cũng chỉ đại diện, tức là hai bên bốn bề, tức là rất là ngắn gọn. Thế và hôm nay đã đưa cháu về nhà chồng. Từ giờ phút này trở đi thì cháu Hà sẽ là dâu con nhà các cụ, các ông, các bà. Đấy, thế và tôi cũng xin thay mặt nhà gái là cũng có một vài lời, tức là báo cáo các cụ, các ông, các bà là như thế này. Các cháu, cháu Đông hoặc là cháu Hà cũng vậy thôi. Tức là sinh ra thì cha mẹ nuôi, ăn học, thế và ra trường thì đi làm. Mà đến tuổi thì bây giờ thì xây dựng gia đình, nhưng mà nói tóm lại ý, là các cháu còn bước vào cuộc sống mà gia đình ý, và bước ra ngoài xã hội nó còn nhiều cái, nó còn bỡ ngỡ lắm, còn nhiều cái phải học lắm. Cho nên là tôi thì không biết nói gì hơn, tức là các cháu, cháu Hà là chúng tôi về làm dâu con nhà các cụ, các ông, các bà trên này thì cũng kính mong các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể gia đình nhà trai cũng như là gia đình nhà gái chúng tôi cũng sẽ phải tiếp tục quan tâm, phải giúp đỡ, thế rồi dạy dỗ hai cháu để làm sao mà các con, các cháu mình nó sớm ngày một trưởng thành và thành đạt. Đấy thì đấy là cái mong muốn chân thành nhất. Thế và cuối cùng thì tôi cũng không biết nói gì hơn, xin kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà cùng hai họ nhà trai, nhà gái. Và cuối cùng lời xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn rất nhiều những lời phát biểu hết sức ngắn gọn nhưng chân thành của ông trưởng đoàn đại diện cho quan viên của họ nhà gái ngày hôm nay. Cũng là muốn trao gửi cô dâu Thu Hà cùng với gia đình của họ nhà trai. Và ngay sau đây để đáp lại những tình cảm của quan viên họ nhà gái, cho chúng tôi xin trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại diện cho quan viên của họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu cũng như nhận cô dâu Thu Hà ngày hôm nay sẽ chính thức trở thành dâu con của đại gia đình. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà,
hai họ nhà trai và nhà gái. Thưa toàn thể các vị khách quý có mặt trong cái buổi hôn lễ trọng đại của hai cháu Đông và Hà, trước tiên xin chân thành cảm ơn những lời phát biểu và sự dặn dò chú đáo của ông đại diện của gia đình nhà gái. Về phía nhà trai chúng tôi, hôm nay cũng như là chúng ta đã biết là ngày lành tháng tốt, và chúng ta chọn giờ tốt để chúng ta tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Hai gia đình chúng ta do cái điều kiện dịch bệnh, do vậy mà cái sự hạn chế trong cái vấn đề hôn lễ về cái số lượng cũng như là về mọi cái thủ tục nhiều, thì chúng ta tuân thủ theo những cái chủ trương quy định của địa phương cũng như của đảng. Do vậy mà chúng ta cùng nhau chia sẻ với nhau những cái vấn đề đó. Thế về phía gia đình nhà trai chúng tôi thì cũng rất là vui mừng phấn khởi khi mà đón được cháu Hà về làm dâu con của gia đình chúng tôi. Và cháu Đông từ ngày hôm nay cũng chính thức là rể quý của gia đình nhà gái. Về phía gia tâm tư tình cảm của gia đình chúng tôi thì cũng chỉ có là mong rằng hai cháu sống hạnh phúc trọn vẹn và hạnh phúc mãi mãi. Và các cháu tuy rằng là còn ít tuổi, còn non trẻ, song tôi mong rằng hai gia đình cùng trao đổi, cùng giúp đỡ để các cháu sống hạnh phúc và sớm hòa nhập với cuộc sống mới. Cái sự hạnh phúc của cháu Đông và cháu Hà, sự phồn vinh của cháu Đông và cháu Hà cũng là một cái cầu nối vững chắc giữa hai gia đình nói riêng và giữa hai họ, họ Lê và họ Phục nói chung mãi mãi về sau. Một lần nữa tôi xin gửi tới quý vị trong hội hôn lời kính chúc sức khỏe và lời chào hạnh phúc nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều những lời phát biểu của ông trưởng đoàn đại diện cho quan viên của họp nhà trai. Và ngay sau đây, để cùng đồng ý cho tình thân gia giữa hai bên gia đình, xin được mời hai ông trưởng đoàn sẽ cùng dành cho nhau một chiếc ôm và một chiếc bắt tay ngày hôm nay, để cùng thắt chặt cho tình thân gia giữa hai bên gia đình sẽ ngày càng gắn bó và thắt chặt hơn nữa, để trước là sẽ cùng chung con và sau là cùng chung cháu để vun vén tới hạnh phúc của chú rể anh Đông và cô dâu Thu Hà. Một lần nữa xin chào tay thật lớn, thật nồng nhiệt của tất cả quý vị. Thưa quý vị, khách quý, và ngay sau đây được sự đồng ý của hai bên gia đình, xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn sẽ cùng di chuyển vào bàn tiệc trà tiệc nước thân thương ngày hôm nay. Và cũng xin được mời chú rể anh Đông và cô dâu Thu Hà sẽ cùng với bố của chú rể là ông Lê Quang Xuân cùng với hai con sẽ cùng lên trên nhà để làm lễ gia tiên trình báo tới tổ tiên trong ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay của chú rể và cô dâu. Xin được trân trọng kính mời. Uống nước nhớ làm con phải hiểu, ai ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng công đức sinh người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta uống nước nhờ làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong quý.
và câu chuyện tình yêu ngày hôm nay của chú rể Anh Đông và cô dâu Thu Hà ngày hôm nay sẽ cùng được diễn ra tại sân khấu Tây Tiên Gia của nhà chú rể Anh Đông ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị khách quý, tình yêu là những bước đi chung đầu tiên trên con đường đời. Và ngày hôm nay với bước đi của chú rể Anh Đông và cô dâu Thu Hà, họ luôn vững vàng bước đi trên con đường tình yêu và họ sẽ cùng nhau dắt tay nhau đến cuối con đường tình yêu của mình ngày hôm nay. Trên sân khấu lúc này đây là sự hiện diện của chú rể Anh Đông và cô dâu Thu Hà. Họ còn muốn được trao gửi cho nhau bởi được chứng minh tình yêu và lòng thủy chung son sắc của chú rể Anh Đông và cô dâu Thu Hà ngày hôm nay. Vâng, thưa toàn thể quý vị khách quý, chiếc nhẫn là một vòng tròn không điểm tựa và ngày hôm nay chiếc nhẫn đó sẽ cùng được minh chứng cho tình yêu của chú rể Anh Đông và cô dâu Thu Hà. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nghi lễ đầu tiên để cùng chứng minh cho tình yêu và lòng thủy chung son sắc của chú rể Anh Đông và cô dâu Thu Hà. Xin được mời chú rể và cô dâu sẽ cùng quay hướng về nhau 370 độ đi ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, thưa toàn thể quý vị khách quý, và hình ảnh chiếc nhẫn cưới ngày hôm nay để tượng trưng cho tình yêu của chú rể Anh Đông, và chiếc nhẫn đang được chú rể sẽ cùng đeo vào ngón tay áp út của cô dâu Thu Hà ngày hôm nay, và cùng họ cùng nói với nhau rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường tình yêu của mình và sẽ cùng nhau trèo lái con thuyền tình yêu của mình đi đến bến bờ hạnh phúc. Và ngay sau đây chiếc nhẫn của cô dâu Thu Hà sẽ được lồng vào ngón tay áp út của chú rể Anh Đông ngày hôm nay, và ngày hôm nay họ chính thức nên vợ thành chồng. Một tràng tay thật lớn của tất cả quý vị cùng minh chứng cho tình yêu của chú rể Anh Đông và cô dâu Thu Hà. Vâng, thưa toàn thể quý vị khách quý, và vừa rồi chúng ta đã cùng được chứng kiến nghi lễ vô cùng quan trọng, và chiếc nhẫn ngày hôm nay cũng chính thức cô dâu và chú rể sẽ được nên vợ thành chồng. Và ngay sau đây xin được mời chú rể và cô dâu sẽ cùng đến với những tháp bánh tình yêu của mình ngày hôm nay và cùng tay trong tay cắt từng tầng bánh minh chứng cho tình yêu ngọt ngào của cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, thưa toàn thể quý vị khách quý, và ngọn nến lung linh ngày hôm nay đang cùng thắp sáng để cùng minh chứng cho tình yêu của chú rể và cô dâu. Xin được mời chú rể cô dâu sẽ cắt từng tầng bánh thấp nhất ngày hôm nay để tình yêu của chú rể và cô dâu sẽ được cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong lâu đài hạnh phúc của mình. Xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng cắt từng bánh thứ hai ngày hôm nay, và trong lâu đài hạnh phúc của cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ cùng chúc cho họ sẽ có thật nhiều những bé trai và bé gái thật thông minh và có thể. Xin được mời cô dâu và chú rể ngày hôm nay với từng tầng bánh để cùng minh chứng cho tình yêu và lòng thủy chung ngọt ngào của cô dâu Thu Hà và chú rể Anh Đông sẽ dành tặng cho nhau. Một lần nữa xin được chào một tay thật lớn, thật lâm nhiên của tất cả quý vị. Chúc mừng. Vâng, thưa toàn thể quý vị khách quý, và ngay sau đây một lần nữa chúng ta sẽ cùng được chứng kiến nghi lễ vô cùng quan trọng ngày hôm nay, để với những ly rượu ngày hôm nay chúc mừng cho tình yêu của chú rể và cô dâu. Xin được mời chú rể và cô dâu sẽ cùng đến với những tháp ly ngày hôm nay ạ. Xin mời chú rể Anh Đông và cô dâu Thu Hà sẽ cùng đến với những tháp ly ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, và ngay sau đây chú rể Anh Đông sẽ cùng đến với chai sân quanh đầu tiên của mình ngày hôm nay ạ. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, tháp rượu ngày hôm nay sẽ được chú rể và cô dâu rót vào những ly rượu tràn đầy, chúc mừng cho hạnh phúc bất tận, hạnh phúc dài lâu, hạnh phúc mãi mãi của chú rể Anh Đông và cô dâu Thu Hà dành tặng cho nhau. Và chú rể sẽ cùng sức mạnh chai xung quanh ngày hôm nay thật mạnh ạ, để ly rượu ngày hôm nay sẽ tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Chúc mừng. Và xin được mời chú rể sẽ cùng rót vào những tháp ly ngày hôm nay. Xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trong tay. Vâng, thưa toàn thể quý vị khách quý, và hình ảnh tháp ly ngày hôm nay trong điệu nhạc bất tận, chúc mừng cho hạnh phúc dài lâu, hạnh phúc mãi mãi của chú rể sẽ luôn luôn tràn đầy như những ly rượu hồng, chúc mừng cho hạnh phúc của chú rể và cô dâu. Rượu là máu, là tim anh đó,
ngày hôm nay anh đã trao cho em rồi. Ngày hôm nay cô dâu của chú rể chính nên vợ thành chồng. Và một lần nữa, xin mời chú rể sẽ cùng đến với chai xung quanh thứ hai ngày hôm nay. Với chai xung quanh này thứ hai ngày hôm nay, xin được mời chú rể sẽ cùng rót nửa chai vào khắc ly. Và còn nửa chai thì xin được mời chú rể và cô dâu sẽ cùng rót vào những ly rượu mà ngày hôm nay ban tổ chức đã chuẩn bị hết sức trang trọng và chu đáo. Và ngay sau đây xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng rót vào những ly rượu mà ban tổ chức đã chuẩn bị hết sức trang trọng và chu đáo ngày hôm nay. Tôi cùng chào đón và đón tiếp quan viên của hội nhà trai và quan viên của hội nhà gái. Xin trân trọng kính mời. Vâng, thưa toàn thể quý vị khách quý, và ngay sau đây cho phép Hải Yến cũng xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn đại diện cho quan viên của họ nhà trai và họ nhà gái, cùng với thân sinh của chú rể anh Đông ngày hôm nay, đấy là bố mẹ của chú rể anh Đông cùng với bố của cô dâu cô Hà sẽ cùng hiện diện bước lên trên sân khấu ngày hôm nay để cùng dành tặng những tình cảm cảm ơn sâu sắc nhất của cô dâu và chú rể với những ly rượu hồng tràn đầy để chúc mừng tới đại lễ thành hôn ngày hôm nay của chú rể và cô dâu. Một lần nữa xin trân trọng kính mời các ông các bà. Thì nhà chồng ngày hôm nay có bố của cô dâu ông Phùng Quang Vinh ạ. Xin được trân trọng kính mời ông sẽ cùng hiện diện lên sân khấu cùng với hai con ngày hôm nay. Chúng tôi của nhà gái xin được mời chú rể anh Đông sẽ cầm hai ly rượu và đưa cho cô dâu Lan Hà. Cô dâu Thu Hà sẽ cùng chú rể anh Đông sẽ mời quan viên của họ nhà gái ạ. Và ly rượu tiếp theo xin mời chú rể và cô dâu sẽ mời bố mẹ thân sinh của chú rể anh Đông ngày hôm nay. Cô dâu. Và sau đây sẽ là những món quà của bố mẹ muốn dành tặng cho hai
Xuân Hương. Đây sau đây sẽ là món quà của mẹ chú rể trao cho tặng cho cô con dâu yêu quý của mình ngày hôm nay, và cũng mong rằng khi trở về với gia đình của họ nhà trai, cô dâu Thu Hà sẽ trưởng thành và sẽ trở thành dâu hiền và rể cả của đại gia đình thân yêu họ nhà gái. Đến tình cảm thân thương ngày hôm nay, mẹ dành tặng cho tất cả chúng con. Với tình cảm yêu thương đó, xin được thay lời cho chú rể và cô dâu ngày hôm nay, xin được dành tới bố mẹ những lời cảm ơn và sâu sắc nhất đã dành tặng cho hai con. Một lần nữa xin chào tay thật lớn, thật nồng nhiệt của tất cả quý vị dành cho những tình cảm ngày hôm nay mà bố mẹ muốn dành tặng tới hai con, và chúc hai con sẽ được trăm năm hạnh phúc và sinh thật nhiều những bé trai bé gái thật thông minh và khéo tính cho đại gia đình hai bên. Xin được chúc mừng và xin được cảm ơn. Quý vị khách quý, và một lần nữa xin thay lời cho đại gia đình ông Lê Công Xuân và bà Lê Thị Thanh Hương, cũng như xin được đỡ lời cho chú rể Thanh Đông, xin được cảm ơn tới sự hiện diện đông đủ của quan viên họ nhà gái và quan viên họ nhà trai, cùng với tất cả các ông các bà, cô dì chú bác, bạn bè của chú rể và cô dâu đã không ngại đường xá xa xôi và mất chút thời gian còn ngọc đến đây để dự lễ thành hôn. Chúc mừng trăm năm hạnh phúc cho chú rể Anh Đông và cô dâu Thu Hà. Một lần nữa xin thay lời cho đại gia đình, xin được cảm ơn tới lòng nhiệt thành của toàn thể quý vị. Xin chân thành cảm ơn và chúc mừng hạnh phúc. Ngày từ sáng ta đi cùng nhau, và lòng anh đã hứa yêu em dài lâu. Chưa thấy nồng như anh cho em buồn, lấy ướt hoen đôi bờ mi. Này một khi đã hứa xin anh đừng quên, rằng từ nay chỉ có mỗi riêng mình em. Đã như là giấc mơ bên anh là lòng đã yêu anh hơi người. Nhớ không em, bao nhiêu ngày tháng qua tình đôi ta đã trao nhau qua thiết tha. Lòng anh hứa sẽ mãi mãi không đổi thay, và con tim chỉ biết yêu em. Nói đi em yêu chỉ có anh. Nguyện trên môi em trao anh những khúc ca. Từng ngày qua bên nhau chắc em nhận ra rằng anh đây chỉ có em thôi. Chuyện tình yêu ta mãi như muôn bài thơ, từ tình trong ca khúc có em và anh. Mãi như một khúc ca la la la, tình anh đưa ta mãi bên người. Vào một ngày từ sáng nồng như anh cho em buồn, lại ướt hoen đôi bờ mi. Này một khi đã hứa xin anh đừng quên, rằng từ nay chỉ có mỗi riêng mình em. Đã như là giấc mơ bên anh là lòng đã yêu anh hơi người. Nhớ không em, bao nhiêu ngày tháng qua tình đôi ta đã trao nhau qua thiết tha. Lòng anh hứa sẽ mãi mãi không đổi thay, và con tim chỉ biết yêu em. Nói đi em yêu chỉ có anh. Nguyện trên môi em trao anh những khúc ca. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm, trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh,
ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm trời xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống cát bông mười giờ, bên chú rể lên trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguyên hương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sợ ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nôn nao lần lần sao xuyên đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống cát bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ đây gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sợ ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm quy ngương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sợ ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Gian khó vẫn không sợ ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đậm sâu. Anh ơi, ra đây mà xem đi nè. Gì đó em? Em nói tới đây em nói mà nghe đi nè. À đây, anh đây, nói gì thì nói đi. Đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con ni trang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dề quý? Chà, nhà ai có cô dâu hiền? Ô ngô thấy có con lợn quay, rồi đầy mâm
câu đầy buồn, đầy muôn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay, trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Đã tin sao chưa? Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dề quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ô cô thấy có con lợn quay, rồi đầy mâm câu đầy buồn, đầy nguồn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay, trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Anh ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Chuyện chúng mình cùng tính yeah.
chồng ta. Người ơi người có hay, Xuân Hương trong buổi chiều ngày hôm nay. Đất lời của Linh Kim Chút Rể, kính mời toàn thể quý vị tân khách quý, chúng ta cùng tiếp tục tiến trở vào tư gia khán phòng cưới để cùng chung vui dùng tiệc trà tiệc nước, cùng nhân chung vui chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Chút Rể. Và chỉ sau một ít phút nữa tôi sẽ cùng chính thức khai tiệc, dùng đại tiệc thân mật với đại gia đình, cũng như với những ly rượu hồng yêu thương tuyệt vời nhất. Chúc mừng cho hai bên gia đình chính thức được có thêm dâu hiền dễ thảo. Và với sự hiện diện của quý vị khách quý chính là những niềm vui, niềm hân hạnh, yêu thương và ý nghĩa đối với đại gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý cùng hướng mắt lên sân khấu để cùng chào đón sự quay trở lại xuyên suốt chương trình văn nghệ đặc biệt nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Có phần trình bày thể hiện giọng ca của nữ ca sĩ Hải Yến. Kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức và cùng đón nghe. Khách quý, và ngay sau đây cho phép mình Yến xin được quay trở lại sân khấu và cùng dành tặng tới tất cả quý vị với những món quà đặc biệt trong buổi chiều ngày hôm nay là những ca khúc viết về đề tài tình yêu, về quê hương đất nước, để thay cho những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đại gia đình của chú rể. Và ý liên khúc bài tango cho anh, xin cảm ơn quý vị cùng đón nghe và thưởng thức. Trong
rồi một đời kiêu mang. Giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng em cười. Vượt ngàn trùng ra biển khơi, giặt diều mình về căn nhà mới. Ơn đời còn nhau, xin ghi phút ban đầu vòng mời tất cô cho ai. Đường nhau vào thiết đặng ai ân, là đường vào nhịp thở lẫn lờn. Một xuân đang đi trong lời yêu môi, có vàng dù đường ngọt có chân mẹ. Lòng một cuộc xuân tình ất nay, hồn bao cơn gió mê say, mình hóa tươi trên sâu cành xa vút. Để một đời mình còn được yêu nhé ai, yêu mới biết quên thời gian. Khi biết yêu hoa sẽ mãi không phải tàn, được mẹ chim xuống tay tìm hư áo. Không tình nào say đắm hơn em đâu. Một ngày pháo hồn giáo vui, đường về vắng bóng đất ngồi. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, tôi cũng riêng đã mình tính chuyện trong năm.
sáo cùng ly ta rôm rèn. Cái riêng ly này chú chúc tân lan, cái thêm ly này bắt chúc giao dài nhân. Tôi chúc hết làng ta đều ăn tết cái rần rần. Hãy subscribe.
sang gọi tình lên ngôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng đôi. Em bên anh chiều vàng thu rơi, ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng. Xin mời toàn thể quý vị ạ. Xin mời toàn thể quý vị ạ.
quá chịu nhơi. Tiếng nổ vang hai đám cưới qua mời, thì khăn đắm áo dài đi nhau ké. Mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể, bên gia đình anh Tám có cô dâu. Hai ông bà hạnh phúc thích như nhau, hai trẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám xin mời anh một chén, nè 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 cô sáu cùng ly ta rôm đèn. Cái viên ly này tôi chúc chào tân lang, cái thêm ly này tôi chúc gái dài nhân, chúc hết làng ta đều ăn tết rần rần. Sang quê mình càng trang tưng bừng
chân thành cảm ơn các vị khách quý cũng như các cụ các ông các bà nội ngoại ba bên bốn bề đã về chung vui với gia đình trong cái buổi lễ đại biệt hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, ông bà, ông Xuân và bà Hương và ông Vinh và bà Sáu đã lo hôn lễ cho hai cháu Đông và cháu Hà từ tháng 11 năm 2021 trong lúc dịch giã phức tạp. Do vậy mà hai gia đình chỉ tổ chức rất là gọn nhẹ. Hôm nay sau khi cuộc sống đã yên bình, gia đình chọn ngày lành tháng tốt và tổ chức lễ báo hỷ cho các cháu. Lời đầu tiên chúng tôi chân thành cảm ơn cái tình cảm của các vị khách quý cũng như toàn thể các cụ, các ông, các bà nội ngoại ba bên bốn bề đã dành tình cảm chân thành, tình cảm thân thiết về cùng chung vui với gia đình ông Xuân bà Hương và chúc phúc cho cháu Đông cháu Hà hạnh phúc trăm năm, hạnh phúc trọn vẹn, hạnh phúc mãi mãi. Xin gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, đồng thời mong rằng mỗi gia đình chúng ta hạnh phúc và có một cuộc sống yên bình. Trong buổi lễ báo hỷ hôm nay, gia đình chúng tôi có điều gì sơ suất xin được các quý vị hết sức thông cảm, vì điều kiện ở trên này cũng rất là có hạn. Một lần nữa chúng tôi xin kính chúc các quý vị mạnh khỏe và uống chén rượu để mừng hạnh phúc cho các cháu cũng như gia đình chúng tôi nói chung. Xin trân trọng cảm ơn. Hãy